Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 1, trạm thu phí Sóc Trăng đã phải xả trạm lần đầu tiên sau hơn 6 tháng đưa vào hoạt động. Đúng 14 giờ chiều cùng ngày, trạm thu phí BOT Sóc Trăng đã thu phí trở lại sau nhiều giờ xả trạm. Tuy nhiên, giao thông tại trạm chỉ ổn định trong gần 30 phút đầu thì tiếp tục xảy ra tình trạng mất trật tự, ùn ứ căng thẳng khi nhiều tài xế phản đối việc đặt trạm và việc thu không hợp lý bằng các hình thức như bóp còi không trả phí hoặc trả phí bằng tiền lẻ, cố thủ trong cabin hoặc bỏ xe ra ngoài. Bây giờ tôi yêu cầu chị mở cửa trạm cho tôi đi, hàng đang gấp. Nhiều tài xế thắc mắc tại sao lại thu phí trên quốc lộ trong khi tài xế chỉ đi phần mở rộng quốc lộ nhưng lại phải đóng phí cả tuyến. Tài xế đồng loạt phản ứng khiến trạm thu phí BOT Sóc Trăng căng thẳng ồn ào kéo dài. Đỉnh điểm nhiều tài xế đồng loạt bấm còi càng làm tình hình căng thẳng. Anh đâu không có sử dụng cái tiếng chánh mà bắt anh phải trả tiền cái tiếng chánh sao được? Trong khi đó mỗi ngày anh đi có 2 cây số mà bắt anh phải trả 16 cây số, anh đâu có đồng ý chuyện đó. Phải giải quyết vấn đề đó cho anh chứ. Trước đây là quốc lộ 1 của mình là 2 làn xe. 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ hai bên. Và tụi anh nhận nhiệm vụ là mở rộng thành 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Như vậy cái việc đầu tư của tụi anh là mở rộng quốc lộ ra. Và phần nữa là xây dựng mới một tuyến tránh thành phố Sóc Trăng. Thì cả hai công việc này nằm chung trong một dự án có tên gọi là dự án mở rộng quốc lộ 1 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng. Tòa anh không dùng quỹ bảo trì đường bộ, và cái quỹ này là quỹ cái vốn của nhà đầu tư cộng với vốn vay ngân hàng. Chuyện mà kéo dài thì hiện nay anh cũng chưa xác định được, chưa dự kiến được. Nhưng anh hy vọng là khi nhận được thông tin chỉ đạo từ bộ giải quyết các cái thắc mắc của người dân, triển khai xuống trạm thu phí thì tụi anh sẽ lập tức áp dụng và triển khai ngay. Tình hình ùn ứ giao thông mất trật tự tại trạm thu phí có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng khi nhiều làn xe đồng loạt ùn ứ. Trạm thu phí BOT Sóc Trăng buộc phải tiếp tục xả trạm chỉ sau gần 1 giờ thu phí trở lại.